Dạ hai. Nói đầu tiên cho em gửi lời chào tất cả các anh chị ha. Nay tiếp tục màn thịt bánh chay. Đó, màn thịt bánh su 6 ha. Đó, thì lúc đa phần mấy clip em quay video làm thịt bánh chay thì mấy anh chị hỏi sao mà có bao giờ mà đầy đủ nguyên cục luôn không? Khỏi màng ra thì là đó, mấy anh chị nào thích chốt nguyên cục gì thì có nguyên cục luôn ha. Đó, còn lại không thì anh chị nào mà lấy đồ món cái gì đó thì inbox qua Zalo của em ha. Để chuẩn bị em gả tiếp con này hết mấy anh chị. Đó, thì cái nắp slab thì đẹp lúc nào đồ nghĩa địa anh chị nhìn nè. Đó, còn chị nào lấy nguyên cục thì báo giá luôn hết mấy anh chị. 2 triệu 7 ha. Đó, 2 triệu 700 ngàn nguyên cục luôn ha. Đó. Nguyên cục y hệt gì nghe mấy anh chị, hơi hám cực kỳ tốt ha. Đó, hơi kịch 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 luôn. Đó, còn chị nào lấy là em tặng cho mấy anh chị cái buli luôn ha. Buli kéo nán nè. Đó, còn lại không thì bây giờ tiếp tục là nắp slab anh chị, nắp slab này 750 ha. Lóc tông 750, dên cốt 750 ngàn hết anh chị. Đó, cam lắp đít thì 450 ngàn. Hàng này thì nó quá trời thông dụng anh chị. Rất là nhiều anh chị thích ha, đặc biệt là cam lắp đít này, màng thịt dưới dên cốt và màng thịt gan nhiêu người ta lấy hết. Đó. Thứ hai là bánh chớn chuông thì 250 ngàn hết anh chị. Đó, thì cộng lại xương xương thì nó dao động cỡ tầm khoảng cỡ 3 triệu ha. Đó, thì nên anh chị nào lấy thì em để cho anh chị nguyên cục gì thì 2 triệu 7. Đó, đưa thêm nắp chụp cò trắng tư cho anh chị luôn nè. Đó, nắp chụp cò còn trắng tư luôn ha. Còn không thì anh chị nào muốn nắp chụp cò này thì 100 ngàn ha. Còn khá là đẹp. Bíp luôn. Rồi, kế tiếp thì đây. Cái thứ mà mấy anh chị nhắn tin em kiếm rất là nhiều ha. Nguyên bộ bản ga 100 ngàn. Nói chung mấy cái đồ giá nhỏ này mấy anh chị thông cảm ha. Chuyển khoản em mới gửi hàng hả mấy anh chị. Đó, bán mấy cái quỹ này đâu có lợi nhiều đâu. Đơn này nhà có nguyên bộ phận này có 100 ngàn bạc à. Mà tiền ship hết bẹ đó 30 rồi. Em bán cho mấy anh chị bơm hàng em cái nữa là em bệnh luôn. Đó, mấy anh chị thông cảm ha. 100 ngàn. Kế tiếp đây em có cục IC mấy anh chị. IC thùng vuông ha. Con này máy thùng vuông nha mấy anh chị, không phải thùng thiền nha. Lưu ý nha, máy này máy thùng vuông nha. Đó, máy này máy xô thùng vuông. Đó, áo gió chụp giật của nó nè. Đó, 5, 3, 5, 4. Đó, IC của máy xô thùng vuông ha. Chụp mũ, đóng ký hiệu máy xô. Đó, cục này thì em bao lửa cho mấy anh chị ha. Bao lửa 3 tháng 1 độ 1 hả mấy anh chị. 450 ngàn ha, 450 ngàn. Rồi, ở đây thì em có cái bộ áo gió chụp giật nè. Hôm bữa mấy anh chị nào dành bộ áo gió chụp giật, nay tiếp tục lên đường bộ của thùng thiền thùng vuông hả mấy anh chị. Cái này thùng vuông ha, áo đỏ chụp đen nè, có cái đồ bắt cái ốc ở cái phá xăng phía trước nè. Đó, chụp giật này rất là đẹp luôn. Áo gió này cũng còn rất là đẹp. Ở trong nhìn nè, đó. Thì em kéo cái giật ra cho anh chị coi ha. Đó, cái giật đây. Đó, thì nguyên bộ này là 650 ngàn hả anh chị. 650 ngàn. Đó, 650 ngàn. Rồi, kế tiếp thì em có đây cái bình xăng con. E thì e tự động luôn. E nè, nó tự nó mở cho mình ha. Đó, thì bình này của thùng vuông nha mấy anh chị. Bình này là bình thùng vuông, con này thùng vuông nha. Đó, nguyên con thùng vuông nè, bằng thịt nè. Đó, thì cái này bình này anh chị nào làm thì inbox em ha. Bình này em tính cho mấy anh chị giá 450 ngàn, tự dọn ha. Đó, 450 ngàn, tự xử. Lâu lâu thì bán cái bình thùng vuông kẻ kẻ bằng giá bình thùng thiền anh chị. Bình thùng thiền bán cũng 450 nha. Này bu ghi đồ bích gì nữa. Cái bô e này 250 mà em bán rồi mấy anh chị ơi, thông cảm ha. Quên. Đó, ở đây còn cây bô mấy anh chị, bô đẹp ha. Bô này thì còn rất là đẹp mấy anh chị ơi. Cực kỳ đẹp luôn. Ốc ác ok nè, đít bọng trắng tư. Cây này hơi cao mấy anh chị nào lấy liên hệ em ha, 200 ngàn ha. 200 ngàn. Đó, còn đây hôm bữa là bà còn con cáo gió chụp giật nè. Thùng thiền. Đó, cái này có thùng thiền ha. Mà nó có phá xăng phía trước nè. Bộ này thì 450 ngàn hả anh chị, rẻ hơn ha. Đó, 450 ngàn. Rẻ hơn cái bộ đỏ đen 200. Tại vì đồ đỏ đen này đồ hại bên chị mắc tiền ha. Đó. Rồi, thì đó, video thì quay tới đâu thì em báo giá tới đó rồi hả anh chị. Anh chị nào ưng món nào liên hệ em ha. Rồi, em cảm ơn anh chị đã xem hết video hả anh chị.